Thưa quý vị, trong tâm thức của người Việt từ bao đời nay, Tết không chỉ mang ý nghĩa của việc tiễn đưa năm cũ, đón chào năm mới, mà còn mang đậm nét tâm linh, tín ngưỡng. Ngoài tục lệ cúng gia tiên, người dân thường tìm về các đền chùa để cầu phúc cầu may cho gia đình với mong muốn những điều tốt đẹp nhất trong năm mới. Năm nào cũng vậy, ngay sau giờ phút đón giao thừa, thời khắc chuyển giao của năm cũ và năm mới, hay ngày mùng 1 Tết âm lịch, rất nhiều gia đình tổ chức đến đền, chùa, thắp hương đầu năm để cầu an, cầu tài, cầu lộc. Sáng ngày mùng 1, thời tiết ở thành phố Sơn La hơi se lạnh, người đến vãn cảnh chùa chưa thực sự đông. Như mọi năm thì buổi trưa thì mọi người cũng chuẩn bị lễ Tết ở nhà xong thì sẽ đi vào buổi trưa, buổi chiều. Tại đền thờ Vua Lê Thái Tông, thành phố Sơn La, gần đến trưa trời hửng nắng, người dân và du khách tấp nập đến đền, thắp nén nhang, tĩnh tâm để tưởng nhớ công đức của ông cha, cầu mong bình an, sức khỏe cho bản thân và gia đình. Năm nào cũng thế, tôi cùng gia đình đều lên chùa mùng 1 Tết với mong muốn là cầu chúc cho gia đình được gặp nhiều may mắn, bình an và hạnh phúc. Xin chữ đầu năm đã trở thành thói quen của nhiều người mỗi dịp Tết đến xuân về. Gửi gắm trong những nét chữ mềm mại uyển chuyển đó là những ước vọng trong năm mới. Xin chữ đầu năm này thì mình nghĩ cũng là một cái phong tục hay của dân tộc. Đầu năm xin chữ để cầu bình an, mạnh khỏe cho gia đình. Với mỗi người dân Việt Nam, đi lễ chùa đầu năm là nét văn hóa truyền thống từ nhiều đời nay. Trong đời sống hiện đại, người ta vẫn duy giữ như một nét văn hóa riêng có tạo nên bức tranh đa sắc màu cuộc sống. Lễ chùa đầu năm không chỉ thể hiện khát vọng về một cuộc sống ấm no hạnh phúc, mà còn là dịp để vun đắp cho tinh thần người Việt thêm yêu và trân trọng những giá trị cội nguồn.